chấp ngân thù. Vậy có lẽ chúng ta sẽ kết thúc về cái việc nói về người chống Mỹ. Thì bản thân cựu chiến binh Nguyễn Văn Du lại là đặc biệt ở chỗ là sau đó ông có tham gia về chiến tranh biên giới Việt Trung. Bây giờ tôi với anh ông Hùng sẽ cùng nói chuyện với ông Nguyễn Văn Du về chiến tranh biên giới. Chúng tôi tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc là tại mặt trận Khánh Khê thuộc huyện Văn Quán và Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn. Khi binh đoàn Gang Thép được thành lập, sau đó hành quân lên trên đó chiếm lĩnh điểm cao bên này cầu, thì lính Trung Quốc tràn ngập bên kia cầu. Mà cầu Khánh Khê không to, nó chỉ làm cái mặt cầu, nó là làm bê tông dài ngầm không con suối. Khi mùa lũ nước sẽ chảy tràn qua mặt cầu, còn bình thường mùa khô thì nước chảy ở dưới chân cầu. Bên này là làng dân, bên kia văn quán là rừng, và quân đội Trung Quốc tập trung cực kỳ đông ở bên đầu cầu bên kia. Cái đầu cầu bên này là đầu cầu về huyện Văn Lãng, thì binh đoàn Gang Thép chúng tôi chọn làm cứ điểm ngăn chặn địch sang cầu vượt sông. Nhưng thực ra không phải là sang cầu, không phải là vượt sông, nếu như họ vượt thì cũng rất dễ. Như họ không vượt, không để tôi kể chuyện, vì hình như họ không vượt cầu. Đấy là cái điều mà chúng tôi không được lệnh là sẽ tiêu diệt lính nếu như vượt cầu, tiêu diệt quân Trung Quốc nếu như vượt cầu. Thôi có những điều đó thôi, tức là khi mà quân Trung Quốc ở bên kia cầu ấy, là thuộc địa phận Việt Nam hay thuộc địa phận Trung Quốc? Thuộc địa phận Việt Nam. Lúc đó là họ đã đồn trú tại địa danh Việt Nam thuộc tỉnh Lạng Sơn, đi sâu ở biên giới vài chục cây số. Chúng tôi biết là ngày 17 tháng 2 là bắt đầu cuộc chiến tranh bắt đầu, thì cái lúc mà anh lên trên đó là ngày mấy? Lúc tôi lên trên đó là vào tháng 4, tháng 4, tháng 5. Binh đoàn Gang Thép được thành lập mà. Tháng 4. Tháng 5 lên trên đó. Thì lúc đó là gì? Là đánh nhau. Cơ bản nhất, cái thời kỳ đánh nhau khốc liệt nhất mà thì xã Lạng Sơn bị chiếm. Thì lúc đó binh đoàn Gang Thép chưa thành lập. Binh đoàn Gang Thép chưa thành lập. Sau khi bị chiếm thị xã Lạng Sơn rồi thì binh đoàn Gang Thép thành lập, và chúng tôi lên đấy để chặn tại đấy. Lúc đó quân địa phương đã chặn tại đầu cầu Khánh Khê rồi. Và không có họ không tràn sang được. Như ông Điển nói về tương quan lực lượng của mình. Tương quan lực lượng thì thực chất là như thế này, tương quan lực lượng thì ta không có là bao nhiêu. Trên đầu cầu Khánh Khê phía bên này có mỗi một khẩu 12 ly 7. Tức là cái điểm ấy là điểm để phòng thủ phòng không. Thế nhưng rồi cuối cùng thì hạ xuống đánh trực tiếp. Nhưng đấy là lúc binh đoàn Gang Thép chơi lên. Chúng tôi lên tiếp quản, cái trận ấy đã xảy ra rồi. Chúng tôi mới lên dừng lại, và bên kia thì dần dần người ta rút quân. Và chỉ có những thám báo, chỉ có quân thám báo đi đánh tiền. Chứ còn lúc mà xảy ra chiến tranh dữ dội nhất tại biên giới phía Bắc thì chúng tôi lại chưa tham chiến. Tức là khi chúng tôi lên trên đó thì những ngày ác liệt nhất đã trải qua rồi. Người ta mới xung bên kia mới tràn sang được vào tận biên giới bên, và sâu trong biên giới mấy chục cây số lần. Vì thế lúc đó không có quân chủ lực, tức là như ông binh đoàn Gang Thép lên tiếp quản là thành quân chủ lực. Lúc đó mới là quân chủ lực, hồi chưa là quân sau khi mà binh đoàn Gang Thép lên tới nơi thì mặt trận không còn sôi sục như trước nữa. Và quân chủ lực từ Campuchia, quân đoàn 3, khi quân đoàn 3 ra đến nơi thì tàu bắt đầu rút dần. Trung Quốc bắt đầu rút dần. Như khi binh đoàn đang thép đây thì tương quan lực lượng như thế nào? Tương quan lực lượng của ta vẫn ít hơn của họ, vì họ là biển người.
Chúng tôi chứng kiến một cuộc hành quân như thế này. Anh em ở trên đồi, nhìn đúng nhỏ sang bên kia đồi. Lượm được đánh trống thổi kèn. Quân như sinh viên, da đẹp như trứng gà bóc. Quân Trung Quốc ấy. Quân người, quân Trung Quốc. Và về sau chúng tôi được tuyên huấn cho biết rằng đó là gì, là người Trung Quốc từ phía Bắc đi xuống dưới này để đánh, để tham gia chiến tranh, chứ còn người tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây giáp với biên giới Việt Nam họ không tham gia, mà họ điều từ giáp Mông Cổ về. Tức là họ không hiểu gì về việc quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Họ lồng ghép cái tư tưởng ấy vào, cái ý định ấy vào để cho là à đây, đi xuống đây đấy. Tức là cái hình ảnh Việt Nam trong mắt, trong con mắt những người lính ấy của Trung Quốc, những người của Trung Quốc, những người lính Trung Quốc thời kỳ ấy mà ở phía Bắc chứ không phải ở phía Nam, thì họ không hiểu gì, họ không hiểu gì về Việt Nam, mà họ cũng hình như họ không biết đánh nhau. Vâng, chú thích với khán giả đấy là miền Nam của Trung Quốc là tiếp ra miền Bắc của Việt Nam. Thì theo như ông Du nói là miền Nam của Trung Quốc, những người sống miền Nam Trung Quốc ấy, thì hiểu về dân tộc Việt Nam thì họ không tham chiến. Và Trung Quốc đó là làm công tác tư tưởng để đưa lý do đi tham chiến là đối với những người trẻ rất xa biên giới, không hiểu về Việt Nam. Đúng vậy. Sau này thì mới hình dung ra được cái công tác tuyên huấn cho biết. Và sau khi chúng tôi rút kinh nghiệm về cái chiến lược phòng thủ, là cũng có những cái không được, được. Thực ra lúc đó thì đang có chiến tranh Campuchia. Tại đó là chiến tranh biên giới, ngày những năm tháng 78-79 thì là nó có thể gọi là có cuộc chiến tranh biên giới nói chung, bao gồm chiến tranh biên giới phía Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. Chiến tranh biên giới phía Nam là Pol Pot, Yen Sri cho quân cứ lống vào. Nhớ là đưa quân đoàn 3 ở bên Campuchia về đưa bằng máy bay hay là đi cái này đưa bằng phương thức gì thì tôi không nắm rõ. Nhưng khi đơn vị chúng tôi được tiếp cận với các đồng chí quân đoàn ba lên đấy, thì các đồng chí nói là từ Campuchia ra bằng rất nhiều phương tiện, cả máy bay, cả tàu hỏa, cả ô tô, cả thủy cả bộ. Tóm lại là lúc đó do cái tính bức thiết điều động, thì cấp trên điều động cái dùng mọi phương tiện, thì khi quân đoàn ba rút từ Campuchia sang lên trên phía Bắc thì chiến tranh coi như là chấm hết. Chưa đụng chạm đến cái chuyện là hai ông mạnh chưa bộ đội chưa dùng quân đoàn ba, vâng tức là tóm lại là chưa, hai bên chưa phải dùng đến quân chủ lực thực sự. Quân chủ lực thực sự, nhưng mà tinh thần lúc đó khi mà thấy quân đoàn ba ra thì chắc tinh thần lên cao. Vâng, đúng thế ạ. Anh em chúng tôi cứ thấy là vững tâm nội bộ nó sợ. Báo cáo với anh, nó sợ đến mức độ như thế này. Câu chuyện ta cứ nói chuyện với nhau, lo sợ đến mức độ. Đây là tôi nói thực sự với các bạn là khi nằm trên chốt, 6-7 anh em nằm trên chốt, chỉ 6-7 người thôi, có 6-7 người thôi trên một điểm chốt, một điểm chốt thì ai nhìn đội đó là ở bán nhiều đội, chưa đủ tiểu đội chân đồi bán nhiều đội, nó có khoảng tiểu đoàn lúng được lúng được đi. Không gian ăn gì. Thế thì lúc đó thì là có mấy cậu lính trẻ giương súng lên lại cơ bằng. Anh tưởng tượng là tôi cảm thấy là lúc đó tôi cảm nhận được là trên đời thì lúc đó mới bột phát thôi. Chứ không phải vì kinh nghiệm mình là bộ đội chuẩn bị hay thế nọ thế kia đâu. Nó bột phát thôi, tôi nghĩ là như thế. Dừng lại. Đúng rồi, nếu mà lúc đó mà khai hỏa ra lệnh cho đồng chí lính trẻ không được bắn. Mà ra lệnh đây không phải là ra lệnh bằng cái tình cảm con người, bằng cái phản xạ của một con người, chứ không phải là ra lệnh bằng của cấp chỉ huy, không phải là cấp chỉ huy, không phải ra lệnh là cấp chỉ huy trong bộ đội. Dừng lại.
và không có tiếng súng nào xảy ra. Thế sau khi cái đoàn quân ấy đi qua rồi, tôi nói lại với anh em, hôm nay nếu như chỉ cần bắn một phát đạn viên thôi, một phát đạn thôi, thì chúng ta không còn nữa. Họ không cần bắt, họ chỉ cần hành quân ngược lên giáp đạn, chúng ta đủ chết rồi. Bảy người và một binh đoàn. Lúc ấy một tiểu đoàn 500 người. Mà họ lại họ hành quân thì cũng không nhằm hướng Nam, họ cứ đi như thế thôi. Đi ngang, cứ đi trung tâm cửa. Tóm lại là như này đã. Tôi có một cái cảm giác là họ không sẵn sàng chiến đấu giống ta. Chúng tôi thì lúc nào được lệnh sẵn sàng chiến đấu ở bất cứ lúc nào. Thế nhưng họ lại hành quân đi chống dốc cơ mở. Và có những cái lạ như thế. Thì mãi về sau này thì mới phát hiện ra là thông qua các cái biên tuyên huấn, mà không thông qua biên tuyên huấn để thông báo cho biết là tại sao lại như thế. Bản chất của chiến tranh biên giới phía Bắc ấy, thì tôi cho rằng nó không phải là một chiến tranh. Nó là một chiến tranh, nó là cái gì đó mang hình thái chiến tranh dần như để lòng chính trị. Cái thực tế thì nhưng chúng tôi lại thế hệ chúng tôi bị trả giá. Nói thực sự thế hệ chúng tôi bị trả giá, bởi những cái quan điểm chính trị ở tầm vĩ mô. Nó rất đơn giản, nếu tôi cứ bình thường là một người thợ bình thường thì cuộc sống hàng ngày nó diễn biến nó khác, không trải qua một cái cuộc chiến tranh ấy, tức là lối rẽ, có những lối rẽ trong cuộc đời vì chiến tranh mà ta phải rẽ. Bên kia họ có dùng thiết giáp hay là chiến trang này? Tại mặt trận của chúng tôi không hề có, không hề có vũ khí hạng nặng. Lúc ấy không hề có vũ khí hạng nặng. Nhưng ở chỗ khác thì có pháo, có đạn hải kia, nhưng tại mặt trận cầu Khánh Khê thì không có vũ khí. Ở bên Móng Cái có vũ khí pháo. Mà quân đội lên, binh đoàn này, quân đoàn 3 lên thì cũng chỉ là quân. Chưa thấy tăng tiếp ra, không thấy gì hết. Khi lúc mà quân Trung Quốc họ rút đi đó, họ có gài mìn lại. Tại cầu Khánh Khê thì không có bãi mìn lại. Nhưng mà bên sâu hơn. Giáp biên giới sẽ có mới có. Tại mặt trận cầu Khánh Khê thì không có. Nhưng thực tế thì cái công tác về thương binh liệt sĩ của Trung Quốc ấy, họ cũng không tốt. Họ để lại rất nhiều người lính của họ. Tức là những người thương binh. Vâng, họ bỏ lại. Không đưa về. Không. Thế là mình về chôn. Người Việt chôn. Tức là cái công tác ấy của họ, họ không làm. Giống mình. Họ không làm được như mình. Nhưng chúng tôi thì việc mình cũng rất là tốt. Họ coi ra quân đội của họ giống như là súc vật này. Tăng ra nói như thế. Tôi cũng dám nói như thế. Nhưng tôi đang nói là không đang nói này. Cái công tác ấy của họ không, tôi là dân Trung Quốc. Vâng, không bằng tức là không bằng người Việt mình. Theo tôi hiểu, công tác của họ nó có nhiều lý do, tính chất quân chủ hơn mình. Nó có nhiều lý do, có thể do một lý do nào đó mà người ta không thể lấy được xác. Bên này mình đang bắn, nhưng trường hợp ấy không giống ai. Ở chỗ là gì, có người lính chết trên cây, chết dưới suối, người Trung Quốc, người Việt Nam vừa. Nhưng mà khi họ sang ngọ họ mang người theo cái mình, tức là cái công tác dùng cái từ gọi là hậu sự, không, cái không gọi là hậu sự, không là công tác trong chiến trường như mình ấy, gọi là thương binh tử sĩ liệt sĩ, chết thì phải mang xác về, bị thương thì phải mang về để cứu chữa, thì họ không làm. Tôi hỏi là ví dụ là lúc đó lính của mình hay là bên mình có cản trở gì việc đó không, ngăn cản gì không, khi sau cuộc chiến chấm dứt đi, mình có khó dễ gì cho họ không? Không, họ sang phải sang mình bắn không? Ta phải nói thế này, là cuộc chiến chưa chấm dứt, sau khi lắng tiếng súng,
nha. Cứ có biểu hiện nha về đi thu hồi nha, thì tất cả là để tôn trọng lẫn nhau theo quy định chung nha, theo quy định chung. Tôi không xin hàng nha, nhưng tôi ra dấu hiệu là tôi đi lấy xác đồng đội thì bên kia cũng không được phép vào súng. Nó là như thế, thậm chí đây là trước đó là hai ông anh em, bây giờ đánh nhau. Nó có những cái bản chất, cái bản chất của cái cuộc chiến này. Và tôi tham gia cái cuộc chiến này, nó cũng khác xa so với cái cuộc chiến cách đó năm 75 trước, từ trước 75. Cái tinh thần nó khác. Nó có cái gì đó, nó không giống. Tại vì đồng minh với nhau. Vâng, đúng thế, đúng thế. Đúng thế, đúng vậy đấy. Đấy, trước khi là anh em núi liền sông, núi sông liền sông, chung một biển đông, chung tình hữu nghị, sáng như dạng đông. Rồi cuối cùng đánh nhau. Mong Việt Nam có làm gì đâu. Không làm gì cả. Việt Nam có làm gì đâu. Đang rất, đang bình thường thì có chiến tranh. Trước đó thì có những cái chuyện là xê dịch cột mốc. Vâng, cảm ơn chia sẻ của ông về thời gian tham gia cuộc chiến ở biên giới. Thì tôi xin hỏi thêm một câu nữa là, thế thì ông trong quá trình đó có bị thương hay là bị xảy ra điều gì không? Có lẽ nói điều này cho nó vui ạ. Hình như là tôi có cá nhân thiên tướng hay là có quý nhân phù trợ gì đó. Đạn trắng mình nhé, người đạn tránh không? Thế là hai cuộc chiến thì rất may mắn. Vâng, rất may mắn là như vậy ạ. Thì không hề bị thương. Nhưng mà tôi nói là cái điều này á, dạ, là người miền Bắc thống nhất được đất nước là một điều may mắn cho bên miền Nam. Bởi vì thật sự là nếu mà người miền Nam mà thắng được miền Bắc đó, thì dạ, chúng tôi sẽ phải đối phó với Trung Quốc khổ hơn là cho là người miền Bắc. Đó. Thế thì thông qua đây ạ, thông qua đây thì xin phép được nói với anh Hùng. Năm 1976 tôi cầm lá phiếu là đầu tiên tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Và cả vành tôi đi nhớ những cái tâm trạng đến tận bây giờ. Và báo cáo với anh, thực ra anh nói câu đó tôi nghĩ đến chủ về lịch sử. Tại sao Hiệp định Geneva được ký kết mà vĩ tuyến 17 được thành lập? Không phải, lẽ ra không phải là vĩ tuyến 17, đúng rồi, mà phải là 14. Phải không ạ? Tại sao lại thành 17? Thì cái này lúc nào chúng ta còn có điều kiện sẽ tâm sự với nhau, vì cái điều anh nói có tác động. Đó thì tôi nói là nếu mà chưa chắc là người miền Nam mà nước chưa chắc đã giữ được nữa, đúng, bởi vì sẽ đối phó với lại Trung Quốc khó khăn hơn là người miền Bắc. Đúng. Và là cái tinh thần của người miền Nam á, thật cái, nếu nói lịch sử Việt Nam á, thì thật sự rằng á, ở miền Nam chỉ có từ năm 1954 về sau này và không có một cái gì lịch sử cho một cái cuộc thống nhất đất nước. Bởi vì chính người quân đội của Cụ Hồ, từ 34 người đầu tiên của về quốc quân 22 tháng 12 năm 1944 thành lập, và một năm sau chiếm Cao Bằng, và từ đó trở đi và tới 10 năm sau là chiếm được Điện Biên Phủ. Còn ở trong Nam thì hoàn toàn không có một lịch sử gì cho tới cái cuộc thống nhất đất nước. Và nếu mà chúng tôi thắng được miền Bắc và chúng tôi nghĩa là thống nhất đất nước, chắc chắn là chúng tôi sẽ bị mất nước. Việt Nam là một đất nước rất nhiều chiến tranh, nhưng mà như anh Hùng nói cũng có lẽ là một sự may mắn. Dân tộc Việt Nam, vâng, đất nước Việt Nam. Và đến ngày hôm nay là tôi được ngồi giữa hai cựu chiến binh này, tôi thấy là một cái gì đó, một cuộc nói chuyện. Tôi là những đứa trẻ không được chứng kiến, không được tham gia hai cuộc chiến, nghe kể của hai cựu chiến binh với tinh thần thống nhất đất nước ngày hôm nay, và muốn gửi đến những người trẻ với tinh thần của những người lính mà yêu đất nước và yêu người Việt, yêu đất nước nói chung, tất cả không được nhìn cái gì cả phân biệt. Có lẽ là cái điều nhắc rất nhiều lần rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì cũng rất muốn hai cựu chiến binh nói lại điều đó cho người trẻ. Vậy cũng nhân tiện đây thì cũng chia sẻ thêm một cái điều này đó. Bất cứ lúc nào trong một hoàn cảnh khó khăn của đất nước đều có một nhân tài xuất hiện. Và tôi nghĩ rằng á, nếu mà năm 1945 mà ông Hồ Chí Minh ông chết ở Tân Trào
Nếu mà Hồ Chí Minh chết lúc đó thì chưa chắc mình đã được thống nhất đất nước. Mặc dù ông đã có lời chối chân rằng nói với lại tướng Võ Nguyên Giáp, chú phải phát động cái cuộc tổng khởi nghĩa dù tôi có bệnh hề nào, mà may đó là cụ Hồ không chết. Và cái hình ảnh của ông Hồ Chí Minh là một cái hình ảnh đã là phải nói là nó là một cái tiêu biểu cho một cái niềm tin của tất cả của dân tộc. Không có một vị gọi là lãnh tụ nào mà đi ra khỏi nước 34 năm mà trở về mà lại được truy tôn như làm lãnh tụ 35 năm đó. Thì đó mà ông trở về và được truy tôn sau đó đó, thì cái ở chỗ Tân Trào chúng tôi học được một cái bài học đó là nhìn thấy ở cái hình ảnh của Hồ thoát hiểm không chết và gọi là phát động cái cuộc tổng tiến tổng khởi nghĩa. Cái bài đó tôi được cái may mắn là tôi lên trên Hòa Bình. Thì tuần vừa rồi đó tôi đi ở qua cái đèo tôi quên mất là đèo có một chữ đấy giúp cun giúp má cái thì có hai cái cây tôi có chiếu ở trong Facebook tự nhiên hai bên đổi hai cái cây thì tôi mới làm ứng khẩu làm một bài thơ mà tôi không nhớ nữa, bởi vì thơ tôi không phải tôi nhớ như là ông Hoàng Công Cường được. Thì đại khái cái thơ là trên tự nhiên lên hai cây đại cổ thụ, phải chăng đó là một cái là hai vị tướng để giữ chặn đường, mà tại vì lúc đó là quân đội Pháp họ đưa quân lên để chặn lính của mình để lên qua Sơn La để lên Điện Biên, mà họ kéo pháo đó bắt đầu từ Hòa Bình kéo lên. Vâng, thì cảm ơn rất nhiều. Bữa nay được hân hạnh gặp một người chiến binh miền Bắc. Tất cả chúng ta đều là người Việt Nam hết. Và người Việt Nam nào đều cũng có tinh thần anh em. Chỉ có cái là như thế này, là cái cuộc chiến là anh nào bền bỉ hơn thì người đó sẽ thắng một cuộc chiến. Bản chất của cuộc chiến tranh ấy, ta không nói về vấn đề lý tưởng. Đúng rồi. Ta không nói cái đúng cái đúng. Sai trong ta không nói suy. Nhưng tham gia chiến tranh để giải phóng đất nước là một nghĩa vụ đối với bất cứ công dân nào. Nếu năm 1956, nếu năm 1956 ông Ngô Đình Diệm đồng ý tổng tuyển cử chúng thì ta đã có thống nhất. Vâng. Đấy, đấy, đúng không? Chính vì thế. Đấy là cái câu mà định là một lần nào đó nếu còn điều kiện anh em ta mạn đà. Tại sao nó lại không phải nó lại đang là 17, đến 17 mà trước đó đặt ra là tức là sâu vào tận cùng. Mà để chúng tôi người miền Nam chúng tôi nói câu đó nó hay hơn. Thì tôi bản thân tôi không được tham gia cuộc chiến để đại diện giới trẻ, nhưng mà tôi được đọc một thông tin là trước cái tổng tuyển cử là Bác Hồ 7 lần đọc tài liệu, tôi được đọc tài liệu của nước ngoài và Việt Nam 7 lần yêu cầu bên phía Việt Nam Cộng Hòa, tức là ông đại diện ông Ngô Đình Diệm tổng tuyển cử, nhưng ông đã từ chối và đã gây ra cuộc chiến. Hãy cũng làm để tôi tìm hiểu, thì có lẽ là ông nào có dịp khác có lẽ nghiên cứu sâu về nói sâu về cái đó hơn. Chúng ta kết thúc cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay để gửi đến thông điệp đến giới trẻ những ngày hôm nay, những người ngày hôm nay hiểu về cuộc chiến, hiểu về cái đời lính và sự thống nhất nước nó gian khổ như thế nào và được thống nhất là điều tuyệt vời. Vâng, xin chào quý khán giả. Vâng, xin kính chào quý khán giả. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn đầu trong lòng người.